Các bạn, đây mình giới thiệu các bạn máy làm nem cối, nem chua, nem cối. Mình sẽ đun nem nhá. Đây là thịt và bì lợn này. Đấy, mình sẽ chạy thử cho các bạn nhá. Đây là mình điều chỉnh tính dây này, khoảng 4 giây này. Khoảng 60 này, 4 giây này. À quên, chạy này. Bên kia cả hầm mà kệ kệ hầm 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 sai số nhá, đáng kể vì những cái bì lợn ở kia sai gam nhá, nhìn chung là nó cũng đều nhau nhá. Đấy, thử cái nữa này, ví dụ như ta muốn ngắn hơn, dài ngắn hơn, ta giảm xuống này 3 giây này. Đấy, 2 giây đi, 2 giây nhá, 2 giây này, 2 giây này. Đó. Đó, ngắn hơn này. Đó, ngắn hơn này. Ngắn hơn này. Đó. Đó, ngắn hơn này. 32 gram. Đó. Hết nguyên liệu bên trong rồi. Đây là dài ngắn, ta chuyển được đến đây này, đến tận này. Đấy, dài ngắn ta có điều chỉnh nhá. Đấy, các bạn mua máy làm nem liên hệ qua số điện thoại 0934468222, 0904432111, 795 văn phòng ban hành phố Thanh Hóa, sở máy thanhhoa.com. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cắt rất là ngọt nhé.